Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, được bề trên ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, càng về Tết càng giàu có, ăn Tết ấm no, sung sướng, viên mãn. Chấn động tháng 12 âm lịch, tuổi Canh Tuất 1982, phủi sạch tai ương, hốt cạn lộc trời, đổi đời ngoạn mục, cuối năm phất nhanh như gió, tiền vàng nhét chật két. Kính thưa quý cô bác tuổi Canh Tuất thân mến, nhân sinh trong kiếp con người thật ngắn ngủi, mới đi có được vài bước thôi mà nhìn lại đã quá nửa đời người. Cuộc sống thì cứ luôn không ngừng thay đổi và biến động lên xuống thất thường, khiến cho con người ta phải loay hoay xoay mình để uẩn mình sống theo cái gọi là thời thế thế thời. Ai cũng mong muốn được bình an hạnh phúc bên gia đình người thân thương, ai cũng muốn được sống một cuộc sống trọn vẹn viên mãn và không cực khổ. Chính vì vậy mà việc biết trước được vận trình của mình trong tương lai sẽ ra sao là điều mong mỏi lớn nhất của tất cả mọi người cho một Canh Tuất nào đó. Nếu Canh Tuất có thể thay đổi một quyết định nào đó trong cuộc đời Canh Tuất, điều đó sẽ là gì? Là lúc Canh Tuất lựa chọn công việc mới? Hay là thời điểm Canh Tuất trong thành phố bạn sinh sống, lúc Canh Tuất quyết định đầu tư, hay khi Canh Tuất quyết định bỏ cuộc? Thực ra khi nghĩ sâu về câu hỏi, quá nửa Canh Tuất sẽ lựa chọn thay đổi những quyết định về việc gắn bó cuộc đời mình với một ai đó, cái suy nghĩ cố hữu. Nếu không gặp người đó cuộc đời mình có lẽ đã khác, nếu không hợp tác với người đó chắc mọi thứ đã không dở dang thế này, nếu không tin tưởng người đó chắc sẽ không có những nỗi niềm suy tư. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ thưởng thức của nhân loại, trong cái thời buổi hiện giờ gặp một ai đó, tin một ai đó, yêu một ai đó, thương một ai đó, chân thành với một ai đó, rồi đổi lại những nỗi đau, những pha lật mặt nhanh hơn lật sách, những tình tiết nhiều khúc chiết, lắm mỏi mệt, từ nhân tâm nhân tín, thứ mà ta cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết dài kỳ. Về cơ bản, Canh Tuất không thể thay đổi bất kỳ điều gì trong quá khứ cả, nên đấy chỉ là một câu hỏi giả định để Canh Tuất ngẫm xem, nếp gấp hay ngã rẽ đưa cuộc đời Canh Tuất suy tàn là cái đoạn nào. Chỉ có vậy, vì không thể thay đổi quá khứ, nên Canh Tuất chỉ có thể chấp nhận hiện tại, vui mừng với con người mình ở thời điểm bây giờ. Bao điều trải nghiệm Canh Tuất đã có, bao khúc chiết vướng mắc mà Canh Tuất đã trải, là cơ sở để hình thành nên cá tính, nhân cách, nhận thức của bạn ở thời điểm bây giờ. Dựa theo cung chiếu mệnh, mới đây nhất các bậc thầy tử vi đã luận đoán ra được lá số tử vi của những người sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất, đúng tháng 12 âm lịch, vận cát hung trên tất cả các phương diện của cuộc sống, để bản mệnh có thể nắm bắt được thiên cơ mà tránh xa điềm gở, đổi vận giàu sang, ấm no phú quý. Trong suốt những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chấn động Canh Tuất 1970, tháng 12 âm lịch, vét cạn lộc trời, phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, cuối năm phất nhanh như gió, tiền bạc nhét chật két thưa. Cô bác Canh Tuất, nhiều người nghĩ đến tuổi gần bước qua tuổi 55 là đã đi quá nửa đường đời, thế nhưng ít ai biết rằng đây là thời điểm vàng. Nếu tận dụng được vận may và tránh xa ba điều cấm kỵ này, cả đời tuổi Canh Tuất sẽ sống trong an nhàn, sung sướng hết phần đời còn lại. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Thưa quý vị, mệnh chủ tuổi Canh Tuất, cầm tinh con chó, có ngày sinh dương lịch trong khoảng thời gian từ ngày mùng 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971. Giải nghĩa chi tiết can chi của tuổi Nhâm Tuất là tự quan chi cầu, chó nhà chùa. Nam mạng Nhâm Tuất sinh năm 1970, mệnh kim, thoa xuyến kim, tức vàng trang sức. Vậy mệnh thoa xuyến kim là gì? Tại sao họ lại có sức hút đặc biệt đến vậy? Thoa xuyến kim, Canh Tuất mang bản chất quý phái, lịch sự, luôn nổi trội và đặc biệt hơn những người xung quanh, sở hữu nhiều điểm may mắn,
Người mệnh Thoa Xuyến Kim đôi khi thể hiện tính cách kiêu ngạo, luôn coi bản thân trên người khác. Bên cạnh đó, những người mệnh Kim Nạp Âm này cũng thuộc dạng người sống nội tâm, ít khi biểu hiện ra bên ngoài, chỉ ai thân thiết mới thực sự hiểu được tính cách của họ. Tư duy của người Canh Tuất mệnh này có sự độc đáo và một phong cách khác lạ. Họ sở hữu khả năng thiên bẩm về nghệ thuật, hứa hẹn sẽ thành công nếu làm việc trong lĩnh vực này. Người mệnh Thoa Xuyến Kim có lộc cách nên dù làm nghề gì cũng dễ giàu có, nhất là vào giai đoạn trung vận và hậu vận. Người mệnh Thoa Xuyến Kim thích hợp làm trong các lĩnh vực như chính trị, luật pháp, tài chính ngân sách, công quỹ, tài sản, công tác từ thiện, cứu giúp người khó khăn như tư vấn tâm lý, bác sĩ, y tá hay thành viên các tổ chức từ thiện, nhân đạo cũng là những nghề nghiệp phù hợp với người mệnh này. Đối với nghệ thuật, điêu khắc, hội họa, thơ ca, trang trí, cắm hoa, cây cảnh, khả năng cảm thụ thiên bẩm về cái đẹp sẽ giúp Nạp Âm Thoa Xuyến Kim ghi được nhiều dấu ấn. Thoa Xuyến Kim hợp các màu đen, xanh dương, thuộc thủy, vì thủy có tác dụng rửa và mài rũa khiến nó đẹp và sáng sủa. Màu đỏ, thuộc hỏa, có giá trị tôn vinh, giúp Nạp Âm này tỏa sáng. Mệnh Thoa Xuyến Kim hợp với những tuổi sau đây: người tuổi Canh Tuất hợp với các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, Đinh Mùi. Người tuổi Canh Tuất xung khắc với các tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Dậu, Mậu Ngọ. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Canh Tuất 1970 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch thấy rằng có vẻ như tháng cuối cùng của năm 2023 sẽ trôi qua không mấy dễ dàng với người tuổi Canh Tuất. Con giáp này cần chú ý hơn đến cách hành xử của mình, chớ tự tin thái quá mà tự đẩy mình vào rắc rối. Phương diện sự nghiệp không được thuận lợi do bạn phải chịu tác động của cục diện tương hình. Thời điểm này, bạn quá tin tưởng vào suy nghĩ và phán đoán của mình nên lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, song lại bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Trong các mối quan hệ, bạn cũng quá thẳng thắn nên thường vô tình gây tổn thương cho người khác. Chuyện tài lộc cũng không có những bước phát triển như dự đoán. Dù bạn đã phải vất vả chẳng kém ai, bản mệnh nên thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định, nếu không dễ rước họa vào thân, thậm chí phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Phương diện tình cảm có chút ít dấu hiệu khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh. Tuy nhiên, mọi chuyện có thành hay không chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của bạn. Còn với những người đã có đôi, có cặp, hai người thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở thành căng thẳng. Về phương diện sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất sẽ chẳng mấy suôn sẻ trong tháng 12 âm lịch này. Bạn cần chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn, đồng thời kịp thời nhìn nhận các khuyết điểm của bản thân để có thể sửa đổi. Dưới tác động của cục diện tương hình, bạn đang quá kiêu ngạo và có niềm tin mù quáng vào bản thân rằng mọi quyết định mình đưa ra đều chính xác. Chính vì vậy, bạn bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài và lập tức bắt tay vào những kế hoạch mình đề ra. Tuy nhiên, đến khi thực hiện, bạn mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những lúc vướng mắc hoặc phạm phải sai lầm, con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để chủ động nhận lỗi. Chỉ khi bạn dám đối diện và thừa nhận lỗi lầm của bản thân, bạn mới có thể sửa đổi để tiến bộ được. Đừng luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh Lâm Mộ cũng khuyên bạn nên dành nhiều thời gian hơn nữa để học hành và bổ sung kiến thức. Nếu cứ mãi quẩn quanh ở những điều quen thuộc, bạn sẽ dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Trong lối hành xử hàng ngày, bạn cũng cần khiêm tốn và nói năng, hành xử có suy nghĩ hơn, nếu không dễ làm mất lòng người khác. Đến khi thật sự cần đến sự giúp đỡ thì sẽ không còn ai chủ động vươn tay ra với bạn nữa. Về phương diện tài lộc, tuy phương diện sự nghiệp không quá suôn sẻ, nhưng xét về phương diện tài lộc thì tháng 12 âm lịch này, những chú chó sẽ có tài vận khá lý tưởng, bản mệnh đảm bảo được công việc tiến triển tốt, dù có nhiều khó khăn trắc trở cản đường. Ngoài tiền lương, con giáp này còn nhận được những khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mình bỏ ra, có thể trong thời gian tới bạn còn có cơ hội phát triển tốt hơn nữa cơ. Những khoản tiền thưởng không quá lớn, nhưng lại là động lực để bản bước và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Bạn có quy tắc của riêng mình, không dễ dàng tiêu xài vượt quá mức chi trả, nên đảm bảo được tài lộc trong tay không bay biến nhanh chóng chỉ sau một buổi mua sắm. Về phương diện tình cảm, gia đạo, với những dịp tụ họp đông người như liên hoan, tất niên cuối năm, bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội, đừng chờ đợi người khác trao duyên tận tay mình. Song với cục diện tương hình ngáng trở, thì các cặp đôi có nguy cơ đối mặt với sự rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Không may mắn như người độc thân, con giáp này dễ bị đối phương trách móc khi bận bịu với công việc mà bỏ bê người yêu,
gia đình. Xem phi tinh tháng 12 âm lịch nên hạn chế để đồ màu đỏ ở góc chính đông trong nhà. Thất xích có thể khiến mâu thuẫn thêm gay gắt, dù bản mệnh hết lời giải thích, nhưng dường như lời giải thích không còn sức nặng, thời gian dành cho nhau càng ngày càng ít, khó trách được đối phương lại có những suy nghĩ như vậy. Con giáp này cần tìm cách để sắp xếp cân bằng lại công việc và cuộc sống của mình. Với người đã có đôi có cặp, bầu không khí gia đình bạn có vẻ không ổn vì đôi bên suốt ngày tranh cãi nhỏ nhặt. Đã đến lúc hai bạn cần bao dung nhiều hơn cho nhau, nếu cứ chi li tính toán thì chẳng ai có thể sống thoải mái được. Hãy nghĩ về những gì hai người đã trải qua và những gì hai người đang cùng nhau gây dựng. Bạn sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, từ đó có cách cư xử phù hợp hơn với nửa kia. Về phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tuất khá ổn định trong thời điểm cuối năm này. Dù áp lực ập tới liên tiếp có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, thời điểm này, bạn cần giữ thái độ bình tĩnh khi giao tiếp với người khác. Hạn chế xô xát, vừa gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ, vừa có thể bị thương ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, đừng ngại tâm sự hoặc hỏi ý kiến mọi người xung quanh, dù cuối năm là thời điểm ai cũng bận rộn. Song ong bạn nhớ duy trì lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, chú ý rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường tử vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác anh chị Canh Tuất 1970 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường tử vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường tử vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất 1970. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường tử vi nhé. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, theo thuyết ngũ hành, mệnh kim của tuổi Canh Tuất tương khắc với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn, thiên can canh gặp giáp, tương xung, địa chi Tuất gặp Thìn, tương xung. Đối với nam mạng, nhìn chung năm 2024 này, vận trình tử vi tuổi Tuất 1970 nam mạng sẽ có nhiều cơ hội và cả thử thách ở độ tuổi này. Mệnh chủ tốt nhất nên duy trì những công việc ổn định, đúng sở thích, sở trường, không mưu cầu tham vọng nhiều thì được an yên, thành thơi. Xét tổng quan, năm Giáp Thìn đối với Canh Tuất nam mạng không có nhiều lo toan, áp lực nếu mệnh chủ làm việc cẩn trọng, hài lòng với hiện tại. Bên cạnh đó, quý ông Canh Tuất nên giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng thì sẽ thực hiện được các dự định ấp ủ. Năm 2024 này, sự nghiệp của nam mạng tuổi Canh Tuất đã đạt được thành tựu nhất định, không áp lực kinh tế nên mệnh chủ làm việc khá nhẹ nhàng, thoải mái, gặp vấn đề gì cũng có kinh nghiệm giải quyết. Nếu có ý định đầu tư trong năm nay, mệnh chủ cần có sự tính toán, suy xét, là người cần mẫn, chăm chỉ, nam Canh Tuất thường đảm trách xử lý những công việc quan trọng. Lời khuyên năm nay cho chủ mệnh là nên ưu tiên sức khỏe của mình, không nên làm việc lao lực để giữ tâm tính bình hòa, giảm lo âu, từ đó sẽ điềm tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Vào năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý ông tuổi Canh Tuất vẫn giữ được sự ổn định, công việc chính của mệnh chủ vẫn đem lại những nguồn thu đều đặn, là người chi tiêu tiết kiệm, lối sống giản dị, nên Canh Tuất nam mạng đã sớm lo liệu được quỹ tiết kiệm dự phòng tương lai cho mình. Năm nay, quý ông sẽ có nhiều niềm vui từ việc con cháu báo hiếu, quan tâm, mệnh chủ chỉ cần giữ lối sống mộc mạc, chi tiêu hợp lý, thì tiền tiêu không còn là mối bận tâm, lo nghĩ, đời sống sẽ an lạc, thoải mái hơn và trở thành động lực cho con cháu noi gương. Nam mạng tuổi Canh Tuất 1970 sống tình cảm nhưng kín kẽ, ít khi bộc lộ ra bên ngoài, bởi vậy, quý ông Canh Tuất trong gia đình là người ít nói, nghiêm khắc nhưng hành xử rất đúng đắn và mẫu mực. Năm 2024, gia đạo của nam Canh Tuất êm ấm, hòa hợp, hạn chế sự nóng giận, biết lắng nghe và động viên sẽ giải quyết được những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Sự thấu hiểu, chia sẻ của nam mạng Canh Tuất với người bạn đời, con cháu sẽ giúp các thành viên đồng cảm, gắn kết với nhau hơn. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất với nam Canh Tuất vào thời điểm này, bởi vậy, mệnh chủ nên thiết lập những thói quen tốt để chăm sóc sức khỏe, thường xuyên thăm khám để có những điều trị kịp thời. Sức khỏe tốt sẽ là nền tảng để mệnh chủ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Năm 2024, Canh Tuất nam mạng nên cải thiện đời sống tinh thần minh mẫn, tích cực, tâm tốt thì mọi hoàn cảnh đến với mình cũng sẽ tốt. Dù gặp chuyện không thuận lợi cũng bình tĩnh đối diện, hành xử bằng đạo đức thì mọi thứ sẽ êm đẹp.
Năm 2024, nam mạng tuổi Canh Tuất có sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về thị phi, phiền muộn. Sao La Hầu ảnh hưởng với tuổi Canh Tuất có tính cách hiếu thắng, nóng vội. Còn nếu mệnh chủ luôn sống lương thiện, đức độ, tránh xa thị phi thì không cần phải lo lắng. Luôn có kế hoạch đề ra, chú ý đến giấy tờ, hợp đồng thì sẽ tránh được phiền phức. Mọi dự định mong muốn được thực hiện đạt kết quả như ý. Nam mạng tuổi Canh Tuất năm 2024 gặp hạn tam kheo, chủ về chân tay, đau mắt, do đó bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình, đi lại đường xa phải cẩn thận, an toàn cho bản thân. Muốn giảm được tác động xấu của hạn này, Canh Tuất nam mạng nên thăm khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra tình hình. Mệnh chủ nên duy trì những thói quen tốt để cải thiện tinh thần và thể chất, càng bớt mong cầu, sống đơn giản thì càng hạnh phúc, bình an. Đối với nữ mạng, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi, thiên can canh có quan hệ tương xung với thiên can giáp, địa chi tuất tương xung với địa chi thìn. Nhìn chung, vận trình tử vi tuổi tuất 1970 nữ mạng trong năm 2024 có thuận lợi và cũng có những thử thách. Nếu chủ mệnh là người dĩ hòa vi quý, hiền lành an phận thì cuộc sống không nhiều biến động, sẽ được bình an. Năm này, mệnh chủ cần có sự chuẩn bị tốt và kế hoạch rõ ràng nếu muốn thực hiện dự định của mình. Xét tổng quan, năm Giáp Thìn đối với Canh Tuất nữ mạng 1970 sẽ ít đi gánh lo cuộc sống. Ở độ tuổi 55, mệnh chủ sẽ có thời gian nhiều hơn bên con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, chia sẻ, thấu hiểu và bao dung cho gia đình sẽ mang đến bình an hạnh phúc cho nữ chủ mệnh. Năm 2024 này, nữ mạng Canh Tuất 55 tuổi, đa số đã đến độ tuổi nghỉ hưu. Đây cũng là thời điểm quý bà nên hài lòng với các thành tựu đạt được cho đến hiện tại của mình. Mọi công việc sẽ bớt đi những áp lực, đi theo quỹ đạo mới hướng về trong gia đình nhiều hơn. Là người cần mẫn, chăm chỉ, quý bà Canh Tuất thường duy trì công việc nhẹ nhàng, đúng sở trường, sở thích, để mỗi khi rảnh rỗi không bị nhàm chán. Tuy nhiên năm nay, mệnh chủ nên giảm khối lượng làm việc lại để tránh tinh thần lo âu, căng thẳng. Năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý bà Canh Tuất khá ổn định. Quý bà vẫn có một số nguồn thu nhập đều đặn từ buôn bán kinh doanh hàng tháng, lương hưu. Với đức tính giản dị, cẩn thận nên mệnh chủ đã sớm có khoản tiền tiết kiệm dự phòng cho mình. Năm nay, bên cạnh việc tiết kiệm, mệnh chủ cũng nên đầu tư cho sức khỏe, trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống. Nữ mạng Canh Tuất 1970 nên thăm thân, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đây đó để có thêm nhiều niềm vui, cảm xúc tích cực. Tuổi Canh Tuất 1970 nữ mạng là người phụ nữ đảm đang, dành cả cuộc đời để vun vén và lo toan cho gia đình. Ở độ tuổi 55, mệnh chủ lúc nào cũng làm gương mẫu mực, đối nhân xử thế đúng đắn, được mọi người yêu quý. Năm 2024, phương diện gia đạo của nữ Canh Tuất sẽ êm ấm, thuận hòa. Nếu mệnh chủ giữ tâm tính ôn hòa, hạn chế sự nóng giận, nếu biết lắng nghe, hòa giải mâu thuẫn trong gia đạo thì sẽ gieo được mầm yêu thương, hạt gắn kết, giúp gia đình luôn thịnh vượng. Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng với nữ mạng tuổi Canh Tuất khi bước sang độ tuổi 55, có sức khỏe thì sẽ có được tất cả, mệnh chủ vì thế nên hình thành những thói quen tốt, thực hiện lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động, khám sức khỏe định kỳ năm để chăm sóc cơ thể tốt nhất. Hơn nữa, muốn cho thân không có bệnh thì tâm phải không có bệnh. Vì thế nữ tuổi Tuất 1970 nên dành những thời gian rảnh rỗi để thiền định, tu tập, rèn luyện sức khỏe từ trong ra ngoài, tâm trí an lành thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Năm 2024, nữ mạng tuổi Canh Tuất có sao Kế Đô chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu niên hạn, sao Kế Đô là hung tinh chủ về thị phi, hao tiền. Nữ giới gặp sao Kế Đô nếu giữ cho tinh thần tích cực, làm việc tử tế, phúc đức, hiền lành thì sẽ giảm nhẹ được vận hạn. Năm nay, nữ mạng Canh Tuất cần kiểm soát bản thân, dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói, làm việc cẩn trọng, không bốc đồng, luôn có sự tính toán kỹ lưỡng thì sẽ tránh được tổn thất. Nữ mạng tuổi Canh Tuất năm 2024 gặp hạn thiên tinh, vận hạn này chủ về sức khỏe, kiện cáo để giảm trừ những ảnh hưởng xấu của hạn này. Mệnh chủ nên chú ý cẩn thận khi ký kết giấy tờ, hợp đồng, đọc thật kỹ các điều khoản tránh nhầm lẫn. Về sức khỏe thì nên chăm sóc đường ruột thật tốt, ăn uống điều độ, cung cấp thực phẩm lành mạnh cho cơ thể thì sẽ giúp tăng cường đề kháng, phòng trừ bệnh tật. Thưa quý vị, ở độ tuổi của Canh Tuất cũng không quá để nói là già, nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa rồi. Khi bạn ở tuổi 50, 60, bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa và bạn cũng không thể mang đi những gì bạn đã có được. Sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến kiếm tiền. Bởi thế, bạn hãy chi tiêu những đồng tiền mà bạn đã cất giữ để đi du lịch, mua sắm thứ bạn thích,
và cho đi những gì bạn có thể và đừng quan tâm đến việc nhận lại. Đừng nghĩ là phải để lại tất cả những gì bạn đã kiếm được cho con cháu, bạn cũng không cần lo lắng về những điều sẽ xảy ra cho các con bạn hay việc bạn sẽ bị đánh giá thế nào, bởi vì khi đã trở về với cát bụi rồi, ta không còn nghe thấy bất kỳ lời khen hay tiếng chê nào nữa. Thời gian mà bạn sống vui vẻ trên đời, thời gian để tìm kiếm của cải bằng biết bao gian khó sẽ chấm dứt. Bạn đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái, bởi chúng có số phận riêng của chúng và chắc chắn con cái sẽ tìm được con đường của chúng trong cuộc đời này. Chớ làm nô lệ cho con cái bạn, hãy giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương và giúp đỡ con cái khi chúng cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụng cho con cái. Cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động, hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất có thể, khi có thể và bằng lòng với cuộc sống, đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái. Đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng con bạn quá bận với công việc và những ràng buộc khác cần chúng quan tâm nhiều hơn, cũng có những đứa con bất cần. Chúng có thể cãi nhau về cuộc cả của bạn ngay cả khi bạn đang còn sống và có thể là chúng muốn bạn ra đi sớm hơn để thừa hưởng nhà cửa và của cải của cha mẹ. Nói chung, con cái đều cho rằng chúng đương nhiên được thừa hưởng tất cả những gì bạn đang sở hữu, trong khi bạn chẳng có quyền gì với tiền bạc của con cái. Vì thế, sau tuổi 50 đến 60, bạn không cần phí sức, không cần phải hao tổn thêm sức khỏe để đổi lấy số của cải nhiều hơn mà phải làm việc đến lúc xuống mồ, tiền bạc của bạn chẳng có chút giá trị nào trước mặt thần chết. Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền, bao nhiêu tiền là đủ, 100.000 đô la, 1 triệu 10 triệu, từ hàng ngàn hecta ruộng đất bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày. Từ vài ba căn nhà bạn đã xây, thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông cho bạn một chỗ ngủ, một chỗ nghỉ ngơi, một chỗ tắm và một chỗ làm bếp. Với chừng ấy thời gian mà bạn cần một chỗ ở, một số tiền để ăn, để mặc và một số vật dụng cần thiết khác, thế là bạn đã sống tốt rồi, chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Gia đình nào cũng có vấn đề, bất luận là ở chế độ xã hội nào. Bạn đừng so sánh với người khác về phương diện tài chính, đừng quan tâm đến việc ai có nhiều của cải hơn, hoặc con cái ai thành đạt hơn về vật chất, mà hãy đi chơi nhiều hơn, đến các quán bar, đi du lịch nước ngoài, hãy nhanh chóng đặt lên 3 cân để so sánh xem, ai có nhiều thời gian rỗi hơn ai, hạnh phúc hơn, ai khỏe mạnh và sống lâu hơn. Đừng bận tâm đến những điều mà bạn không thể thay đổi, nó chẳng giúp gì cho bạn. Mà trạng thái tinh thần không tốt còn dẫn đến bệnh tật, hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định và hãy xác định xem điều gì làm bạn hạnh phúc. Bạn phải được sống khỏe mạnh và vui vẻ, hãy lên cho mình một kế hoạch và chờ đợi những ngày tiếp theo. Một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày bị mất đi một cách uổng phí. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ cũng là một ngày được lợi, một tâm hồn lạc quan giúp chữa lành bệnh tật nhanh chóng. Tử vi tuần 1, tuổi Canh Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Canh Tuất có vận trình hung cát đan xen, những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần, cuối tuần có khởi sắc hơn chút. Con giáp này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn, thời gian này dễ bị tiểu nhân cạnh tranh bẩn, ganh đua nhau từng chút một, đặc biệt là những người đang xuất ngoại, ai đang làm những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc. Vận tài lộc có dấu hiệu khởi sắc về nửa sau tuần mới, đặc biệt là nam sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữ, đầu tuần đề phòng mất của. Nam giới nên tiếp thu ý kiến của người lớn tuổi, đừng bảo thủ, nữ giới thì nên chăm lo giữ tiền cho gia đình, quản lý tốt các khoản chi hàng ngày. Vận trình tình duyên có chút trắc trở, tuổi Canh Tuất số đào hoa phong lưu, đa tài, ăn nói khéo, nên hay được để ý. Người độc thân nên cẩn thận kẻo vướng vào mối tình ngang trái, vô tình làm kẻ thứ ba. Người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ. Con số may mắn: nam 5, 7, 34, 87, 90, nữ 8, 86, 40, 23. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Vận may sẽ đến với tuổi Canh Tuất, tuy nhiên đến có nhiều hay không chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bản mệnh. Con giáp này chớ ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân, công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người được nhận dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi Canh Tuất cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn, không có thành công nào là dễ dàng hết nên đừng đòi hỏi quá cao. Về tài chính, nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài, đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc, và trường tồn,
hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá. Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhân sẽ tìm ra giải pháp giúp bản mệnh sớm thôi, càng nóng giận càng mất tiền. Trong tuần tuổi Canh Tuất có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ, động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở đón nhận lòng tốt. Người độc thân nhận được lời tỏ tình, các cặp đôi đang yêu bản tính chuyện trăm năm nhưng chớ hấp tấp, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi. Con số may mắn: nam 5, 4, 12, 69, 54, nữ 2, 57, 36, 77. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Những niềm vui nhỏ trong công việc mang lại cho tuổi Canh Tuất khá nhiều hy vọng. Mọi người tạo điều kiện thuận lợi cho con giáp này phát triển. Người buôn bán cứ sởi lời sẽ đông khách, đừng quá kỹ tính vì sẽ mất lộc. Về tài chính, tuổi Canh Tuất phải cẩn thận kẻo bị lừa. Gần đây chiêu trò lừa tiền qua mạng xã hội rất tinh vi, đừng cho ai vay tiền trên mạng. Muốn vay thì gặp nhau trực tiếp. Ngoài ra, trong tuần mới bản mệnh cũng không nên mua những đồ vật có giá trị lớn hoặc cho người khác mượn đồ, không thuận lợi. Về tình cảm, tuổi Canh Tuất dễ gặp tiểu nhân, bản tính nghi hoặc nên dễ phiền não vô ích hay ghen tuông vớ vẩn. Thời gian này chuyện yêu đương có vẻ chững lại, không còn mặn nồng như trước đây, là lúc cả hai cân bằng cuộc sống của mình. Người có gia đình khá nóng tính hay nặng lời với nửa kia. Tuần này tuổi Canh Tuất được nhắc nhở dù có thấy may mắn cũng không nên chủ quan. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhưng không ai gánh nổi đường sức khỏe hộ bản mệnh. Làm gì cũng nên chú ý đến cơ thể của mình, đừng để tiền thuốc quá tiền lương. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 4, 7, 70, 92, 06, nữ 2, 45, 29, 37. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Canh Tuất gặp khá nhiều may mắn trong tuần mới, không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo. Đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong tuần này, công việc chăm bề thuận lợi. Những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại, con giáp này sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu. Một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hoặc đi xa công tác, đừng ngại ngần, càng bôn ba càng có tiền. Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi Canh Tuất chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam, tiền bạc do vất vả mà có được nên bản mệnh rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, con giáp này không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Vận tình cảm cũng khá vượng, với nữ giới mọi sự liên quan đến nhân duyên đều tốt lành. Từ giờ hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ khiến bản thân không thoải mái. Bản mệnh có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 1, 83, 44, 18, nữ 5, 26, 67, 75. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.